Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc máy sưởi của hãng DeLonghi có tên là Capsule. Trông nó hình giống viên thuốc nên nó gọi là Capsule. Đây là máy sưởi hay quạt sưởi có công nghệ ceramic. Và DeLonghi là một cái hãng rất nổi tiếng trong sản xuất các thiết bị gia dụng. Đây là các tính năng của chiếc quạt sưởi này. Một cấu tạo khá đơn giản và đẹp. Mã của sản phẩm là HFX30C18.IVK. Nó sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Đi kèm thì có sách hướng dẫn bằng rất nhiều thứ tiếng. Đúng là hình viên thuốc thật, rất là nhỏ gọn. Thiết bị này là quạt sưởi. Và cái quạt sưởi này có công suất là 1800W. Điện sử dụng là điện 220V. Kiểu là HFX30C18. Chiều cao khoảng 30cm và chiều rộng khoảng 20cm. Ở bên trên thì có tay sách. Và đây là phần điều chỉnh nhiệt độ ở bên trái. Ở bên phải là điều chỉnh tốc độ gió. Chúng ta sẽ có chế độ thổi mát này. Đây là tắt. Chế độ thổi gió nóng số 1 và số 2 và hai tốc độ thổi gió nóng. Còn bên này là điều chỉnh mức nhiệt các bạn mong muốn. Khi đạt đến mức nhiệt các bạn điều chỉnh thì nó sẽ dừng lại. Nó sẽ chạy thử. Bật sang trái là chế độ thổi gió mát. Đây có cái quạt hút gió này. Đây là thổi gió mát. Còn bật sang số 1 là để cấp độ gió 1 và lúc này nó sẽ thổi gió nóng. Các bạn có thể điều chỉnh cái mức nhiệt các bạn mong muốn ở đây. Càng tăng thì là nhiệt càng nóng. Đây là trung bình. Muốn chạy mạnh hơn các bạn bật số 2 và bắt đầu hơi nóng tỏa ra nhiều hơn. Theo như nhà sản xuất thì đây là cái công nghệ làm ấm, làm nóng theo công nghệ ceramic. Để sát đây thì rất là nóng. Thì cái quạt sưởi này sẽ giúp chúng ta làm tăng nhiệt độ trong phòng rất là nhanh. Ngoài ra thì nó rất là nhỏ gọn. Với không là tắt. Phía dưới này thì các bạn thấy có mở ra đây chính là cái chân. Sẽ đứng được như thế này. Còn lúc mà bạn xách đi bạn gập lên là gập lại đây thì bạn có thể xách đi được. Và muốn đứng thì các bạn mở cái chân này ra. Và sử dụng như một chiếc quạt. Có thể làm quạt mát và quạt sưởi đều được. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc quạt sưởi của hãng DeLonghi với công suất 1800W, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.